Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 31 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 nhà máy gang thép Thái Nguyên. Đồng đô la Mỹ trở nên đắt đỏ hơn đặt ra nhiều thách thức với kinh tế Việt Nam. Ổn định tỷ giá, ổn định kinh tế vĩ mô là mục tiêu được ưu tiên trong lúc này. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất để từ ngày mai toàn bộ các tuyến cao tốc trên cả nước thực hiện thu phí tự động không dừng. Mỹ bắt đầu triển khai quân ở Romania, động thái khiến Mỹ và NATO có thể phản ứng nhanh hơn trước cuộc xung đột tại Ukraine. Sáng nay tại tỉnh Thái Nguyên,